Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm nay có xây được nhà hay không? Năm nay tôi tuổi này, tuổi kia có làm được nhà hay không? Hay là hướng nhà tôi như này thì có xây được hay không? Đó là những câu hỏi mà quý anh chị thường xuyên hỏi, cũng như là nhờ thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy tư vấn. Sau khi tổng hợp lại toàn bộ những câu hỏi đó, thì hôm nay Phong thủy may mắn sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý anh chị, đặc biệt là những câu hỏi của các gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 về các hung vận khí tương hướng và năm 2020 Canh Tý nên khai sơn lập hướng những phương nào để đón được may mắn tài lộc, giúp cho ngôi nhà của mình đón được cát khí, vượng khí, gia chủ sinh sống trong đó được bình an may mắn, sức khỏe an khang, tài lộc tấn tới. Tuổi Tuất sinh năm 1982, nạp âm ngũ hành là đại hải thủy, phần lớn là người hiền lành, ưa làm việc thiện, quý nhân nâng đỡ, trăm chuyện đều như ý, lúc trẻ thì bình thường, về già sung túc. Và năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thường thổ, thổ thủy tương khắc, cho nên trong năm nay mệnh chủ cần chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới thận. Nhâm dương thủy gặp canh dương kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phụ. Trong năm nay, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như là tài lộc. Với những người theo đường quan vận thì sẽ hanh thông, cần chú ý các mối quan hệ xung quanh mình để tránh trường hợp có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng tới sự nghiệp, vận mệnh của mình. Khi gặp phải cần bình tĩnh, hãy đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề. Mệnh chủ sinh năm Nhâm Tuất phải trải qua một năm với nhiều khó khăn và đầy biến động, có khả năng phải đối diện với nhiều biến cố bất ngờ. Ngoài ra, sẽ có nhiều thử thách và cạnh tranh, cũng có cơ hội cải thiện và mở rộng kinh doanh. Người làm kinh doanh nên chú ý xử lý các vấn đề về thuế, công nghiệp, thương mại để tránh rắc rối. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất và minh quang pháp bảo theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để thâu thu tài lộc và may mắn. Năm mệnh 39 tuổi, thủy diệu chiếu mệnh có nhiều niềm vui, còn có thể phát triển sự nghiệp riêng. Yếu tố đầu tiên trong việc khai sơn lập hướng cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoàng ốc, tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 39 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ là 39 tuổi nên sẽ phạm phải hoàng ốc. Còn xét đến tam tai, nam mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 82 cần tránh các năm tam tai thân, dậu, tuất. Năm nay là năm 2020 Canh Tý, theo cách tính tam tai, gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới thì gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mệnh sẽ không thể đứng ra đồng thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để xây dựng và động thổ. Yếu tố quyết định tiếp theo của việc có xây dựng nhà hay không là vận của trạch đất nhà mình. Việc tiến hành xây dựng căn nhà được xây dựng tại trên trạch đất nhà mình nên việc xét cát hung vượng của trạch đất là rất quan trọng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là rất cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất, cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy, gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu, sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục của nhà bạn, và đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật. Khí thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng thiên địa hợp khí vạn vật tự sinh, có nghĩa là trời đất hợp khí vạn vật tự sinh. Còn trong sách Tế Thế Thiên lại viết vạn vật chi sinh câu đả nhất khí, khí chi bạc ác vạn vật nhược nhất. Vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất của mình. Khi kết hợp với cả hai thông tin trên, các phong thủy sư sẽ đưa ra được thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn, cũng như đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về xây dựng, tu tạo, sửa chữa cho căn nhà của mình. Kết hợp với hai yếu tố trên, ta sẽ có những trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất,
Trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Sau khi tổng hợp phần thảo luận của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đã thống nhất đưa ra lời khuyên cho quý anh chị là đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc tiến hành xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như Long Sinh Bát Sát, Hoàng Tuyền Sát, Mộ Đồng Biến Vận Sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Còn trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại đắc vận, hợp long, phù long tương chủ thì xây dựng không gì cát bảo. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành, phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ, xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ sẽ cần chú ý, trước khi tiến hành xây dựng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy phù hợp với trạch đất, với những người sinh sống trong căn nhà đó. Trong trường hợp tiếp theo, đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường. Tuy nhiên, cần chú ý, khi xây dựng sẽ phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại vượng khí, cát khí, may mắn cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà mình, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát, mang lại vượng khí, cát lành, giúp những người sống trong nhà bình an may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Trường hợp cuối cùng, đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây dựng mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp gia súc. Nếu như trạch đất quá hung họa sẽ dẫn tới tổn thất về nhân đinh. Còn tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mệnh. Với nam mệnh tuổi Nhâm Tuất sẽ thuộc cung Ly Hỏa, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Đông Tứ Trạch, đó là hướng Nam Phục Vị, Đông Nam Thiên Y, hướng Bắc Diêm Niên và Đông Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch là hướng Đông Bắc Họa Hại, Tây Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Nam Lục Sát và hướng Tây là Ngũ Quỷ. Hướng Bắc gồm 3 Sơn Nhâm Tý Quý có giải độ số từ 337,5 đến 22,5 độ. Thái Tuế tại Tý hướng Bắc là chính Thái Tuế với nhà tòa Ngọ hướng Tý, tọa Phạm Tuế Phá và Tam Sát hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tòa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tòa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long Biến Vận Sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch ở hướng được Diên Niên. Đây là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xuất đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao tam bích chủ về kiện tụng thị phi, tranh chấp, trộm cướp sẽ đáo tới phương này nên cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận sẽ càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng, tu tạo hay đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Bắc kết hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất lại xấu vận. Còn đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, sự bình an của căn nhà. Nếu như phạm phải những thế sát lớn như Long Sinh Bát Sát, Hoàng Tuyền Sát, Mộ Long Biến Vận Sát, Ngũ Hoàng Đại Sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 đang ở nhà hướng này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới
dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách của nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng nam gồm 3 sơn bính ngọ đinh có giải độ số theo la kinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng riêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ sát cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Mệnh chủ nhâm tuất sinh năm 82 nam mệnh, xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch hợp hướng được phục vị rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bầu thuộc mộc hướng đông nam tự với là tốn, chủ về khoan dung nam giới coi trọng gia đình, chỉ ra trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tay phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao nhị hắc mệnh phủ đang thất lệnh, chủ bị bệnh tật tài ách cũng như sức khỏe có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng nam kết hợp với gia chủ tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 nam mạng sẽ rơi vào trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Do nhà hướng nam kết hợp với tuổi gia chủ nhâm tuất sinh năm 82 sẽ rơi vào trường hợp thứ hai, ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì cát bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành, phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành đồng thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ cũng sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi gia chủ nên theo lưu niên từng năm khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu khiến gia đạo không bình an, hung hoảng khôn lường, nhẹ thì thị phi bủa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sử dụng bộ chấn trạch hoa mai, chấn sát, kỵ tả, chiêu tả nhập phúc. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn đối với hướng đông gồm 3 sơn giáp Mão Ất có giải độ số từ 67,5 đến 112,5 độ, những trạch đất hướng này phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đào đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa dậu hướng mão còn phạm mộ lâm biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn các lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ốc kẻo giúp họa vào thân. Còn với nam mạng nhâm tuất sinh năm 1982 xây nhà và ở hướng này sẽ thuộc đông tứ trạch hợp hướng, được sinh khí rất cát lành vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông, tự quái là chấn, chủ bị nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng công ty, nhà hàng. Trường hợp nhà hướng đông kết hợp với gia chủ tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất lại xấu vận. Đối với trường hợp này, chúng ta không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc, sức khỏe cũng như là những thành viên ở trong căn nhà. Nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, sự bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như long sinh bát sát, hoàng tuyên sát, mộ làm biến vận sát, ngũ hoàng đại sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà mệnh chủ tuổi nhâm tuất sinh năm 82 nam mệnh đang ở nhà hướng đông, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình.
Về hướng Tây gồm ba sơn Canh, Dậu, Tân, có giải độ số theo La Kinh từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020, Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc, nên hướng này sẽ là hướng bán cát. Những nhà tòa Mão hướng Dậu phạm tàn sát tuyệt đối không xây mới, nhà tòa Giáp hướng Canh và tòa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa xây mới được. Nếu xây mới, chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như là phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mệnh ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Về hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất Càn Hợi có giải độ số từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, Bắc Bạch tài tinh đáo đến, Bắc Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa trong thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Nam mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 82 và sinh nhà hoặc ở trong căn nhà có hướng này thuộc Tây tứ trạch nên không hợp hướng, bị phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân định. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Về hướng Đông Bắc gồm ba sơn Sửu, Cấn, Dần từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo vào Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh, nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm mộc kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới trong tháng 4, tháng 9 âm lịch, nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mệnh xây nhà hoặc ở trên những căn nhà hướng này phạm vào họa hại thuộc Tây tứ trạch sẽ không hợp hướng. Họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nhọc khổ nên sống vô cùng. Do nhà hướng Tây, Tây Bắc và Đông Bắc kết hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 82 sẽ rơi vào trường hợp thứ ba ta đã bàn luận bên trên là đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng sẽ cần chú ý trong khi xây dựng cần mượn được tuổi hợp với tuổi của gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này, gia chủ cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, cần kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát, mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà mình bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng thì gia chủ cần sử dụng các phương án chấn hương trạch đất, giúp ấm long vượng địa, mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh Nhâm Tuất sinh năm 82 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy, chấn sát, kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Còn đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy, chấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ.
Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng đông nam gồm 3 sơn thìn tốn tỵ có giải độ số từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo vào đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ phạm mộ long biến vận nên không xây mới. Nếu xây chọn tháng cát lành đó là tháng 3 tháng 4 âm lịch, còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Mệnh chủ nhâm tuất sinh năm 1982 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch nên hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ chủ quản tại hướng đông bắc tự quái là cấn, chủ về sức khỏe giàu có ngàn vàng không tật bệnh, nhân khẩu ruộng vườn súc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Trong trường hợp nhà hướng này kết hợp với gia chủ tuổi nhâm tuất sinh năm 82 sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta thảo luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, sự bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như long sinh bát sát, hoàng tuyền sát, mộ long biến vận sát, ngũ hoàng đại sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi nhâm tuất sinh năm 82 nam mệnh đang ở nhà hướng đông nam, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Về hướng tây nam gồm 3 sơn mùi khôn thân có giải độ số từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến tây nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa sơn thân phạm vào mộc kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó thiết kế thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc tây tứ trạch không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tự quái lạc hạn. Chủ về thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, luôn bất an, không tập trung vào công việc khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Do nhà hướng này kết hợp với gia chủ tuổi nhâm tuất sinh năm 82 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ 3, ta đã bàn luận bên trên là đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng cần chú ý trong khi xây dựng phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra đồng thổ giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này thì gia chủ cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, cần kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp công năng sử dụng và phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà mình bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng các phương án chấn hương trạch đất giúp ấm long vượng địa, mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh nhâm tuất sinh năm 1982 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi việc khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn sát kỵ hung hóa giải thị phi hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn giữ tài lộc kỵ tà hóa sát hóa giải thị phi chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Vừa rồi phong thủy may mắn đã phân tích nam mệnh tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 và những điều cần biết khi xây nhà vào năm 2020.
Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như đồng thổ, tu tạo, sửa chữa, xem ngày cưới hỏi, cũng như những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị cũng đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy, chính tông, môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.